Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 hàng năm được xem là khởi đầu cho thời điểm vàng của du lịch Hà Tĩnh khi hè đến. Các loại hình du lịch có sức cạnh tranh như du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng vào mùa, cùng sự gia tăng về nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách. Trong khi những hoạch định, giải pháp lớn như thu hút nhà đầu tư tầm cỡ, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang từng bước được thúc đẩy, thì trước mắt, việc tích cực xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch, tạo sự độc đáo khác biệt để hấp dẫn du khách là giải pháp cần phải làm ngay. Có thể nói đây chính là cánh cửa đầu tiên mà chúng ta có thể mở bằng sự sáng tạo, tâm huyết của mỗi nhà cung cấp dịch vụ để khai thác nguồn tài nguyên đang có, gặt hái mùa bội thu trong bối cảnh ngành du lịch đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Và trong khuôn khổ chương trình hôm nay, báo Hà Tĩnh đã mời đến trường quay những nhà cung cấp dịch vụ du lịch để cùng lắng nghe, trao đổi về cách xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch với sự sáng tạo không ngừng của họ, từ đó gợi mở thêm hướng đi, giải pháp mới nhằm giúp du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Hòe, trưởng thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê; anh Trần Xuân Vũ, chủ mô hình Big Club, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên; và chị Trần Thị Hằng, chủ mô hình Vườn Nàng Thơ, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Và trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì chúng ta hãy cùng xem một clip ngắn về du lịch Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là vùng đất sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nguồn tài nguyên văn hóa lịch sử đa dạng phong phú. Nằm trên tuyến du lịch con đường di sản miền Trung, Hà Tĩnh giàu tiềm năng về du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử, văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Phát huy lợi thế bờ biển dài 137 km, nhiều bãi biển đẹp, nguồn hải sản phong phú, những năm qua nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực du lịch biển. Nhiều công trình phục vụ du lịch đã được khai thác hiệu quả như khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành, khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise, tổ hợp giải trí sân golf, trường nuôi chó ở khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, công viên nước và khu nghỉ dưỡng Melia Vipern Resort Big Resort ở huyện Lộc Hà, khách sạn 3 sao Hải Âu và các dịch vụ giải trí về đêm, chợ hải sản ở khu du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng phát triển sôi động với các sản phẩm đa dạng, trong đó nhà vườn Đức Đường ở Nghi Xuân, đá bạc Eco ở Thạch Hà, khu du lịch sinh thái Hải Thượng ở Hương Sơn, hồ kẻ gỗ, hồ ngắn chơi Vũ Quang, thác Vũ Môn, đồi chè Hương Trà, bản Phú Lâm huyện Hương Khê, đồi chè Sơn Kim Hai huyện Hương Sơn đã trở thành những địa chỉ du lịch được nhiều du khách lựa chọn. Các mô hình du lịch trang trại farmstay, du lịch vendo dù mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng cũng đang được khá nhiều người đón nhận với những phản hồi tích cực. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 40 khu điểm du lịch với hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ lữ hành, vui chơi giải trí khá đa dạng. Khởi động mùa du lịch hè 2024 với kỳ vọng tạo bứt phá, các nhà cung cấp dịch vụ đã đầu tư chỉnh trang hạ tầng, chuẩn bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng nhân lực, đặc biệt là xây dựng và làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch nhằm thu hút đông đảo du khách về với Hà Tĩnh, thỏa sức khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của quê hương núi Hồng, sông La. Vâng, từ phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta có thể nhận thấy những ưu thế nổi trội và triển vọng về sự tăng trưởng của số lượng du khách, doanh thu du lịch. Đầu tiên thì tôi muốn hỏi anh Trần Xuân Vũ ạ, để chào đón cho mùa du lịch 2024 thì anh đã có những ý tưởng như thế nào để có thể thu hút du khách về với biển Thiên Cầm trong mùa hè này? Một ý tưởng của mình thì năm 2024 thì đã chuẩn bị trước khi kết thúc năm 2023 rồi. Ý tưởng năm đây thì tôi đã sẽ thay đổi hết hoàn toàn. Thay đổi những tập trung vào những cái chiếu ánh sáng, đầu tư vào ánh sáng, đầu tư vào màn hình LED, đầu tư vào âm thanh để thu hút được khách hơn. Thứ hai nữa là những thứ nhất đèn check-in. Đèn check-in của tôi thì cũng là theo ý tưởng của những mô hình liên quan ở trong tỉnh á, để những du khách về với Thiên Cầm thì họ sẽ mang những cái đó đi xa hơn. Vâng. Vâng, với vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ du lịch thì anh có những cảm nhận và đánh giá như thế nào về sự thay đổi của khu du lịch Thiên Cầm trong năm nay ạ? Năm đây thì so với 3 năm mình về làm du lịch ở Thiên Cầm á, thì năm 2024 á, thì là một năm cực kỳ thay đổi mạnh. Đó là sự đồng tình của chính quyền ở địa phương, các ban ngành. Tôi rất mừng, nhưng mà năm đây thì tôi hy vọng là sẽ có một mùa du lịch thắng lợi hơn năm 2023. Vâng ạ. Từ những cái thay đổi của khu du lịch như thế thì anh cũng đã thay đổi mô hình du lịch của mình như thế nào? Thay đổi theo hướng nâng cấp thêm, nâng cấp vào mạnh lớn hơn. Đầu tư năm 2024 thì sẽ đầu tư một số tiền khá lớn và vô cùng nhiều vì phải thay đổi lại. Có vẻ như là mình cũng đã sẵn sàng cho mùa du lịch năm nay rồi phải không ạ? Vâng.
Còn bây giờ thì ngồi bên cạnh tôi đây là chị Trần Thị Hằng, nhà đồng sáng lập của sản phẩm mang tên Phiên Chợ Gánh gắn với mô hình du lịch trang trại Farmstay cùng vùng ven đô thành phố Hà Tĩnh. Chị có thể chia sẻ cho mọi người ý tưởng về cách làm du lịch của mình được không? Dạ vâng, mô hình này xuất phát từ một trang trại nhỏ chuyên trồng và cung cấp những nông sản sạch được canh tác theo mùa. Sau một thời gian hoạt động thì tôi nhận thấy là tiềm năng của mô hình du lịch Farmstay ở Hà Tĩnh thì đang rất là hiếm, cho nên tôi cùng với một số người bạn nữa đến ý tưởng và mở rộng mô hình xây dựng nhiều chòi lán theo hướng xưa cũ để mang lại cảm giác thân quen cho khách hàng, đồng thời là cung cấp những dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp và những món ăn dân dã từ các nguyên liệu tại chỗ. Và bước đầu thì mô hình đã đem lại kết quả và cho thấy có tiềm năng phát triển. Vâng, một mô hình rất là độc đáo và thú vị đúng không ạ? Vâng, còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngược về miền Sơn Cước cùng với ông Lê Văn Hòe, trưởng thôn Phú Lâm, người tiên phong làm du lịch sinh thái cộng đồng giữa đại ngàn Trường Sơn. Vậy thì để đón đầu cơ hội thu hút dòng khách du lịch trong mùa hè này thì ông cùng với những người dân ở bản Phú Lâm thì đã có ý tưởng làm du lịch như thế nào? Đến với bản Phú Lâm thì là một bản là ở vùng sâu vùng xa, cách đường biên giới Việt Lào và cách trung tâm huyện Hương Khê 20 km, là được thiên nhiên ban tặng cho những cái dòng thác rất hùng vĩ và hoang sơ như thác Vũ Môn, cá chép Hỏa Rồng, rồi là thác Suối Tiên, rồi là bãi tắm Bực Tùng, vân vân, và những cái mô hình khác nữa. Cho nên là bà con nhân dân thì lại được nhà nước ưu ái cho một cái mô hình làm du lịch cộng đồng, nên bà con rất phấn khởi và cán bộ nhân dân bản rất phấn khởi để muốn đưa cái mô hình du lịch cộng đồng vào để cho bà con nâng cao đời sống kinh tế. Vâng ạ, bác có thể chia sẻ rõ hơn về ý tưởng của du lịch sinh thái cộng đồng là như thế nào? Cái ý tưởng của bà con dân bản khi đã được đưa cái mô hình du lịch cộng đồng vào thì như tôi đây là một người đầu tiên là phải làm, như tôi làm nhà sàn, làm đầu tiên để cho bà con nói theo, rồi để thu hút các cái du khách đến là trải nghiệm. Đây cùng vận động bà con làm các mô hình khác nữa như bãi tắm, rồi là các cái vườn cây áo quả, toàn bộ trong bản. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa các bạn, thì nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đang được xây dựng và phát triển không ngừng bằng sự tâm huyết, sáng tạo của những người đầu tư dịch vụ. Thế nhưng nhìn một cách tổng quan thì sản phẩm du lịch Hà Tĩnh chưa phong phú, đặc sắc, và dẫu sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế, du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa khẳng định được vị thế trong bản đồ du lịch cả nước. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để hiểu thêm về những khó khăn, thách thức trong phát triển sản phẩm du lịch ở Hà Tĩnh. Khai thác nguồn tài nguyên phong phú và độc đáo để xây dựng, làm mới sản phẩm du lịch được xem là giải pháp hàng đầu trong phát triển ngành du lịch Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ngoài yếu tố thời tiết bất lợi khiến du lịch bị bó hẹp bởi tính mùa vụ, Hà Tĩnh còn gặp khó trong huy động kinh phí xây dựng hạ tầng. Thực tế hiện nay, ở nhiều khu điểm du lịch chưa được đầu tư đồng bộ các công trình giao thông, hệ thống điện nước, hạ tầng phát triển du lịch ven biển, du lịch rừng cũng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, do đó chưa tạo được môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, xứng tầm. Khu du lịch Xuân Thanh là có bãi biển dài cát trắng, có tiềm năng lợi thế rất lớn trong quá trình phát triển du lịch của huyện Nghi Xuân. Tuy nhiên hiện nay trên khu du lịch của Xuân Thanh được quy hoạch khá rộng nhưng mà thiếu đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng để phục vụ công tác du lịch cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc xây dựng các sản phẩm du lịch hiện nay còn thiếu tính chiến lược và chưa đồng bộ, còn thiếu sản phẩm nổi trội, độc đáo để tạo ấn tượng đối với du khách. Trong đó, sản phẩm du lịch biển của Hà Tĩnh còn mờ nhạt so với các địa phương có cùng tiềm năng. Du lịch văn hóa tâm linh chưa khai thác được nét đặc trưng với những dịch vụ phụ trợ có chất lượng để thu hút du khách. Các mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng cũng đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình xây dựng hoạt động. Hiện nay địa bàn xã Phú Gia thì được tỉnh quan tâm về xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Phú Lâm. Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện cái xây dựng cái mô hình du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm thì còn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái hệ thống đường giao thông núi dài, cái huyện Lục Sảo thì hiện nay xuống cấp rất nghiêm trọng, cho nên rất khó khăn cho việc đi lại. Việc xây dựng hỗ trợ về xây dựng hạ tầng nông thôn và các cái hạng mục về xây dựng chủ yếu tại cái điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng thì hiện nay đầu tư đang ít. Bước đầu để làm công tác du lịch, xây dựng du lịch thì người dân đang còn bỡ ngỡ. Cùng với khó khăn trong xây dựng các sản phẩm, việc liên kết giữa các loại hình sản phẩm điểm đến trong phát triển du lịch cũng chưa thực sự hiệu quả, công tác quảng bá chưa rộng rãi và ấn tượng.
Bởi vậy, du khách lưu trú trải nghiệm còn hạn chế, dẫn đến việc kết nối các tour tuyến về với Hà Tĩnh chưa đạt hiệu quả như mong đợi. So với các tỉnh có cùng điều kiện như Nghệ An và Thanh Hóa, tổng lượng du khách và lượng khách lưu trú của Hà Tĩnh vẫn thấp thua khá nhiều. Năm 2023, Hà Tĩnh đón 3,36 triệu lượt khách tham quan, trong khi Nghệ An đón 8,36 triệu lượt, Thanh Hóa đón 12,5 triệu lượt. Bởi vì cái nhu cầu của du khách hiện nay, thì cái đáp ứng là nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí và đặc biệt là sản phẩm du lịch thiên về tham quan, thiên về chụp hình, nghỉ dưỡng thì chúng ta đang còn hạn chế. Và chúng tôi nhận thấy là cái đặc biệt là về cái giới trẻ, cái lượng khách giới trẻ về với Hà Tĩnh cũng chưa cao. Chính vì cái sức hụt từ các cái sản phẩm du lịch của chúng ta chưa thể cạnh tranh được so với các tỉnh Bắc Trung Bộ và các cái địa phương phát triển du lịch trên toàn quốc. Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch là một trong những yếu tố căn bản để phát triển ngành công nghiệp không khói của Hà Tĩnh. Vì vậy, cùng với tập trung thực hiện các giải pháp chiến lược khác, thì những khó khăn vướng mắc nêu trên cần sớm được tháo gỡ để ngành du lịch bứt phá và trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các vị khách mời thì chúng tôi cũng rất muốn lắng nghe suy nghĩ, nhận định của các nhà cung cấp dịch vụ du lịch về những trăn trở khó khăn trong phát triển du lịch Hà Tĩnh. Không biết thì anh Trần Xuân Vũ đã gặp những khó khăn gì trong quá trình cung cấp dịch vụ du lịch tại biển Thiên Cầm ạ? Khó khăn của mình là về với Hà Tĩnh miền Trung để làm du lịch thì là cùng người làm du lịch thì chưa đồng bộ cùng nhau để xây dựng một cái du lịch tập thể. Vai trò là tôi về đầu tư thì hầu như tôi thấy là mạnh ai như đã làm nên chưa đưa vào một cái tập thể quỹ đạo của một cái ngành du lịch, là tôi bán nước thì anh bán đồ ăn, anh đi chung anh vô, thì tôi vẫn mong muốn được là ta sẽ tư duy thay đổi được một cái cách làm du lịch đúng để phát triển hơn và đi xa hơn, nên là gọi bằng là nắm tay nhau hợp tác cùng có lời. Vâng. Có lời cho mình và có lời cho huyện tỉnh nhà. Vâng. Ngoài những khó khăn đó thì anh còn gặp những vấn đề gì nữa? Khó khăn của mình là hạ tầng giao thông. Nhưng mà đó là năm 2022 và 2023 tôi mới về thôi. Còn năm 2024 thì được sự quan tâm của tỉnh và lãnh đạo tỉnh và huyện thì đã Thiên Cầm thì đã xây dựng được những mở rộng được thêm đường và giải tỏa được những băng. Đó là một tín hiệu cực kỳ mừng. Để tôi phát triển thêm được, năm sau tôi sẽ phát triển thêm những mô hình khác nữa. Vậy thì từ những khó khăn đó thì anh có những mong muốn cũng như đề xuất gì ạ? Tôi chỉ còn đơn giản thôi, chỉ có mong muốn đề xuất là tất cả mọi người làm du lịch đều cùng nhau hợp tác, phải đồng bộ cùng nhau làm du lịch và cùng nhau phát triển, chứ không phải là như mạnh ai lấy làm. Đấy. Cùng người này làm việc công việc này, người kia vẫn cũng làm, thì gom lại thành một cái điểm du lịch gắn mới mẻ hơn và cùng nhau hỗ trợ với nhau để làm, chứ không phải là ai ý tưởng như nào thì làm cái đó, mà phải là có những đi từng lộ trình để cùng nhau phát triển du lịch. Còn với ông ạ, với địa hình là một vùng miền núi thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khó khăn trong quá trình làm du lịch, thì ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này không? Để đưa được cái mô hình làm du lịch cộng đồng vào bản Phủ Lâm ngày càng được lan tỏa thì cái khó khăn của tôi suy nghĩ đầu tiên là về cái hạ tầng giao thông, vì đường xá đi lại rất khó khăn, xuống cấp rất trầm trọng. Cái thứ hai nữa thì các cái thủ tục văn bản hành chính là phải cho nó hoàn thiện, bởi vì là hẳn liên quan đến các cái thủ tục đó để cho người dân được hiểu được là cái làm du lịch cộng đồng là chung tay cùng cả dân bản, cùng cả tỉnh, cả huyện, các các ngành đi làm. Và tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của anh Vũ và chị Hằng đã đưa những cái ý kiến rất độc đáo và rất tâm huyết vào để đưa cái du lịch cộng đồng ngày càng được nâng cao. Vậy thì từ những khó khăn đó thì ông có những đề xuất và mong muốn như thế nào? Riêng tôi muốn đề xuất cái ý tưởng để cho cái du lịch cộng đồng của thôn bản được đi vào tốt thì cái thứ nhất là yêu cầu các ban ngành gọi kêu gọi đầu tư cho cái đường giao thông. Cái thứ hai nữa thì tổ chức những buổi
để tập huấn cho bà con là từ cái việc giao tiếp, rồi từ các cái việc nấu nướng, rồi là các cái việc làm du lịch, để cho bà con hiểu được cái cách tiếp đón khách du lịch. Bởi vì là tuy rằng bà con biết là nghe tiếng làm du lịch nhưng mà chưa hiểu được làm du lịch như thế nào. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Vậy thì còn với chị Hằng là một người tiên phong làm du lịch farmstay thì theo chị đâu là khó khăn trong việc thu hút khách hàng? Vâng, với chúng tôi thì là do mô hình cá nhân nhỏ lẻ nên còn khó khăn trong công tác gọi vốn và công tác quảng bá hình ảnh còn hạn chế, cho nên là sự lan tỏa của mô hình chưa đạt được những kỳ vọng mà chúng tôi mong muốn. Ngoài ra thì chúng tôi còn khó khăn về nhân lực, thiếu về số lượng cũng như là chuyên môn về canh tác trồng trọt những nông sản theo hướng không hóa chất hữu cơ. Vì vậy thì tôi cũng có mong muốn là các cấp ban ngành cũng đồng hành hỗ trợ để mở rộng phát triển mô hình và quảng bá được rộng rãi hơn nhằm thu hút được khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh về với du lịch farmstay Hà Tĩnh. Ngoài ra thì tôi cũng có chung nguyện vọng với anh Vũ và bà Hoè đấy, là cũng mong muốn có một môi trường phát triển rộng mở để mong muốn thành phố Hà Tĩnh thì khai thác được thêm tiềm năng và phát triển thêm nhiều điểm du lịch đô thị nữa. Và dưới sự đồng hành hướng dẫn của các ban cấp ngành và sự liên kết giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ thì được gia tăng giá trị và có sự phát triển mạnh mẽ của du lịch tỉnh nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì vào tối ngày 21 tháng 4, Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ khai trương du lịch biển, cũng là khởi động cho một mùa hè sôi động của nhiều loại hình du lịch ở các vùng miền. Và chúng tôi đã ghi lại những gửi gắm, mong chờ, kỳ vọng của du khách về sự phát triển của du lịch Hà Tĩnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Những năm vừa qua chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, trước hết là cái Covid-19, toàn bộ du lịch thế giới và trong đó có Việt Nam chúng ta. Và tất nhiên Hà Tĩnh là chịu ảnh hưởng rất là lớn, lượng khách du lịch ở hầu như không có. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua giai đoạn đó và năm 23 thì chúng ta cũng đã đón được nhiều khách. Đấy là sự tiến bộ rất là lớn. Bây giờ để đạt mục tiêu của năm 24 như chúng ta đã đặt ra, theo tôi có rất nhiều vấn đề, mà trước hết là cả cái hệ thống chính trị phải vào cuộc và đồng lòng đồng sức và làm quyết liệt. Tôi may mắn được đi tham quan bãi biển Thiên Cầm và được đoàn du lịch tỉnh Hà Tĩnh tiếp đón. Và đi qua bãi biển Thiên Cầm, tôi còn thấy vẻ nguyên sơ của nó rất là đẹp, trong lành. Nơi đây là nơi lý tưởng để có các đoàn khách các tỉnh và các nước đến tham quan. Nhất là tôi, như mùa hè năm nay tôi cũng sẽ mong muốn là đưa cán bộ công nhân viên của tập đoàn chúng tôi đến đây để nghỉ dưỡng, để chiêm nghiệm cái cảnh đẹp cũng còn rất là tinh khôi và nguyên sơ ở tại bãi biển Thiên Cầm. Em rất hào hứng khi đón nhận một cái mùa du lịch ở Hà Tĩnh. Và ngày hôm nay thì em vừa đến với khu du lịch biển thì em cảm thấy là có rất nhiều sự đổi mới và em cũng đã ghi lại được rất nhiều khoảnh khắc đẹp. Và em hy vọng là trong thời gian sắp tới, không chỉ khu du lịch biển và các khu du lịch khác ở Hà Tĩnh có thể mở mang nhiều hơn để em có thể check in và đi chơi ở nhiều địa điểm hơn ạ. Cùng ba vị khách mời hôm nay, hy vọng sẽ chuyển tới các cấp ngành, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư trong ngành du lịch những góc nhìn mới, hướng đi mới để thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh bứt phá, phát triển bền vững. Và những hình ảnh sôi động cùng tình cảm, kỳ vọng hướng về du lịch Hà Tĩnh trong phóng sự vừa rồi cũng là lời kết cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự tham gia của ba vị khách mời. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.